Hello, xin chào toàn thể anh chị. Chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock. Tôi là Nhất Ichimoku, hiện tại tôi đang trưởng phòng tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VBS. Vào cuối tuần thì Nhất có làm một cái video về chia sẻ anh chị về những góc nhìn của thị trường ở trong giai đoạn hiện tại. Vì sao VN-Index giảm tương đối mạnh ở trong giai đoạn hiện tại, cũng như là cơ hội và rủi ro đối với diễn biến của thị trường như thế nào trong giai đoạn tới anh chị nhé. Anh chị xem video nhớ giúp em Nhất một like cũng như thả giúp em Nhất một quả tim ở bên dưới để khích lệ tinh thần em Nhất cũng như là ủng hộ anh em trên kênh anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị nhớ like và thả tim ủng hộ anh em nhé anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Như vậy thì phiên ngày hôm nay mà cái phiên sập tương đối là mạnh cũng như là phiên đổ máu của thị trường trong giai đoạn hiện tại, đúng không ạ? Đến từ nhiều yếu tố, mà cái điều mà nhịp điều chỉnh này nó cũng là những nhịp tất yếu, nó phải diễn ra không không sớm thì muộn, đúng không? Đặc biệt là Nhất cũng chia sẻ anh chị đâu đó tầm khoảng 3 tuần gần đây rồi, đúng không ạ? Cái yếu tố đầu tiên để mà xác định cái vùng này là cái vùng rủi ro trong trung hạn, đúng không ạ? Bởi vì trong giai đoạn vừa qua thì VN-Index tăng tương đối nóng đến quanh một cái vùng cản trong trung hạn đó, quanh một cái vùng cản trong trung hạn, và đây cũng là cái vùng target của Nhất và anh chị xuyên suốt trong vòng 9 đến 10 tháng vừa qua, đúng không? Cái điểm bắt đầu anh chị bắt đáy cùng Nhất ở trong giai đoạn này thì Nhất chia sẻ anh chị cái vùng này là cái vùng target ở trong trung hạn, đúng không ạ? Đó thì cái câu chuyện mà khi nó tiệm cận đến một cái vùng cản trong trung hạn này, đó là cái vùng Kijun của VN-Index ở trong khung trung và dài hạn, là khung tháng cũng như là khung khung quý cũng vậy, nó chạm một cái vùng cản tương đối mạnh, ít nhất tầm khoảng 1-2 tháng nó sẽ rung lắc lại quanh cái vùng vùng này là tương đối mạnh, đúng không? Đó là lý do mà Nhất chia sẻ anh chị đúng hay sai không quan trọng trong vòng 3 tuần gần đây. Khi mà nó lên cái vùng nguy cơ rủi ro cao như này, tốt hơn hết là anh chị lên hạ tỷ trọng, đánh tỷ trọng danh mục thấp, có lướt lát thì lướt lát trong ngắn hạn thôi. Và đặc biệt là trong vùng này thì quản trị rủi ro thực sự là quyết liệt. Được không? Đó. Trong xuyên suốt thời gian vừa qua này, đúng không? Những cái nhịp mà chỉnh này, chia sẻ anh chị mua, nắm giữ, bán hạ 50% tỷ trọng quanh cái vùng Kijun này, đúng không? Đó. Rồi điều chỉnh về đây mua này, cản này, bán 50% tỷ trọng. Cũng như là trong vòng 3 tuần vừa qua chia sẻ anh chị, vùng bên dưới mình có thể phân bổ tỷ trọng mạnh, nhưng vùng bên trên này lên tối ưu hóa lợi nhuận một phần, cũng như là hạn chế giao dịch ở trong nhịp này. Quanh vùng này thì Nhất có mua nhưng mà không mua nhiều. Và đặc biệt là kiểm soát rủi ro cho anh chị đâu đó một cái vùng cũng tương đối là sát gần đấy. Đó. Cho nên là ít nhiều lên quanh cái vùng này anh chị lên hạ tỷ trọng, đúng hay sai quan trọng, cũng không tham vùng này nữa, ăn một nhịp tương đối mạnh lên cái vùng này rồi lên vùng này anh chị đâu đó là mua bán ít đi, cũng như là bán cũng như là giữ tỷ trọng danh mục thấp thôi, đúng không? Đó là cái yếu tố đầu tiên mà dù thị trường trong giai đoạn hiện tại có những cái thông tin tiêu cực hay không thì trước sau nó cũng chỉnh tầm khoảng một vài tháng. Trong cái room nhận định của Nhất này xuyên suốt trong vòng 3 tuần gần đây vẫn luôn chia sẻ anh chị hạ tỷ trọng danh mục trong ngắn hạn cũng như là tối ưu lợi nhuận một phần ở trong trung hạn, bớt tham trong vùng này đi. Nói gì? Đó là yếu tố đầu tiên về cái vùng cản cũng như là cái vùng vùng mà tương đối hưng phấn ở trong ngắn hạn và trung hạn, khi mà diễn biến của VN-Index này nó chỉ số này chạm một cái vùng cản mây tương đối to đó. Cái thứ hai là xuất hiện như vùng Kijun phẳng ở đây, hai kiếm Tenkan Kijun nó đang tăng yếu, đúng không? Tăng tương đối hưng phấn trong xuyên suốt trong vòng hơn 3 tháng vừa qua, đúng không ạ? Rồi cái yếu tố thứ hai ở trong giai đoạn hiện tại mà Nhất chia sẻ anh chị hạ tỷ trọng quanh vùng này là yếu tố đến từ diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, đúng không ạ? Đó, mặc dù VN-Index vẫn cứ hồi lên tăng lên, nhưng mà diễn biến thị trường thế giới nó đang quay xe này, test lại cái vùng đáy cũ này. Đại diện như châu Âu thì có chứng khoán Anh này giảm một nhịp tương đối là mạnh nhỉ. Cái thứ hai là về diễn biến của Dow Jones cũng vậy, đang trên nhịp chỉnh trong ngắn hạn đó, cho nên là ít nhiều nó sẽ tác động đến tâm lý nhà đầu tư ở trong giai đoạn này, cho rất dễ chỉnh trong ngắn hạn, thậm chí là có thể là chỉnh trong trung hạn, đúng không anh chị? Rồi Nikkei của Nhật cũng vậy, đại diện của Nhật cũng đang trên nhịp điều chỉnh, đúng không? Về gần quanh vùng hỗ trợ rồi đó. Rồi là đối với diễn biến Dow Jones của Mỹ cũng vậy, đang trên nhịp giảm điểm đó, cho nên là cái yếu tố thận trọng ở trong giai đoạn này. Rồi
Yếu tố thứ ba về vận động trong giai đoạn hiện tại là về diễn biến của thị trường. Các nhóm ngành cổ phiếu trụ trong giai đoạn hiện tại cũng vậy, trên một cái đà tăng tương đối hưng phấn. Đó. Đặc biệt là nhóm cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán nhé, là nhóm mang cái tính tín hiệu chung của thị trường, sớm của thị trường là rất lớn. Đó. Trong giai đoạn vừa qua thì Nhất không đánh đối với cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán trong vòng một tháng gần đây, cũng chia sẻ anh chị. Điểm mua trong ngắn hạn thời điểm hiện tại đối với nhóm ngành chứng khoán là không còn phù hợp nữa. Chỉ có phù hợp nắm giữ trong trung dài hạn thôi. Bởi cái vị thế của anh chị đã tốt rồi, cho nên là nếu mà giả sử mua quanh cái vùng này nó lại rủi ro lình xình rung lắc sập một nhịp trong ngắn hạn, không kiểm soát được rủi ro trong ngắn hạn. Đó. Tức là trong vòng 2 tháng gần đây là Nhất không có đánh chứng khoán, thà bỏ lỡ còn hơn là mình dính đâu đó cái nhịp điều chỉnh. Bởi vì nhóm ngành chứng khoán nó dễ là nhịp chỉnh mạnh. Đúng không? Nhịp chỉnh mạnh quanh vùng này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Như vậy tầm khoảng một tháng gần đây này, quanh vùng đỉnh, cứ lình xình tích lũy quanh vùng đỉnh. Đó. Nhất không khuyến nghị một mã cổ phiếu chứng khoán nào trong vòng một tháng gần đây. Chỉ giữ cái vị thế trong trung hạn thôi, 50% tỷ trọng thôi. Và nhịp vừa qua thì cũng bán đâu đó tương đối nhiều đối với cổ phiếu những ngành chứng khoán. Bán hơi sớm, nhưng mà cũng chốt đâu đó tầm khoảng 15-20% hàng trong ngắn hạn. Đó. Đúng không ạ? Đa phần thì các cái cổ phiếu của nhóm ngành trụ, ví dụ như cổ phiếu chứng khoán này đang trên đà tăng và tăng tương đối yếu và chạm cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 2 năm gần nhất. Đúng không ạ? Rồi anh chị nhìn này. Đỉnh cao nhất này, đáy thấp nhất này. Cưa đôi ra thì đây là cái vùng áp lực tiếp cung tương đối lớn ở trong trung hạn. Đó. Bởi vì nhà đầu tư làm đỉnh này, mua ở đáy này thì trung bình giá của họ quanh vùng này. Đó, cho nên cái vùng này áp lực tiếp cung trong trung dài hạn là rất lớn. Đối với lượng hàng mà đầu tư còn kẹt ở trong vùng này trong năm 2022 là tương đối lớn. Cho nên là lên quanh vùng này Nhất cũng chia sẻ anh chị tầm khoảng 1 đến 2 tháng gần đây. Đúng sai không quan trọng, thà bỏ lỡ còn hơn là mình dính vào trong nhịp này đôi khi rất khó kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn. Và nếu giả sử anh chị có đánh trong ngắn hạn đối với cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán ở trong nhịp này, quản trị rủi ro thực sự là quyết liệt. Thì phù hợp đánh lướt sóng trong ngắn hạn thôi, cần cần vùng mua để nắm giữ lâu dài thì nó không phù hợp nữa rồi. Đó. Giai đoạn vừa qua phím anh chị rất nhiều cái nền ở bên dưới này thì anh chị nắm giữ còn được. Đó, nắm giữ trong trung dài hạn còn được, bởi vì tiềm năng đối với nhóm ngành chứng khoán trong trung dài hạn còn rất lớn nhé. Quan trọng cái điểm mua của anh chị trong ngắn hạn là ở đâu thôi, cái vị thế nắm giữ của anh chị như thế nào thôi. Đó. Cho nên là trong giai đoạn vừa qua phím anh chị rất nhiều cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán ở những cái vùng chân sóng, ưu tiên nắm giữ thôi. Nó dễ hơn là cái nhịp đâu đó là đánh ngắn hạn trên một cái đà bật tăng cũng tương đối hưng phấn ở trong nhịp này, cũng như là tiệm cận đến cái vùng cản này thì Nhất không đánh, à bỏ lỡ còn hơn không đánh. Mình sẽ có những cái điểm mua tiếp theo nhưng mà sẽ kiên nhẫn chờ đợi đó, kiên nhẫn chờ đợi những nhịp như thế này. Đúng không? Sắp tới nhóm ngành chứng khoán cũng là một cái nhóm ngành tiềm năng anh chị nha. Rủi ro trong ngắn hạn là cơ hội trong trung dài hạn, xuyên suốt trong thời gian vừa qua chia sẻ anh chị này. Đó. Những cái điểm mua này, đó. Điểm mua này, điểm mua này, đúng không ạ? Cũng như là điểm mua này, chân sóng này, giai đoạn vừa qua này, đúng không ạ? Còn trong nhịp này thì Nhất không đánh, chỉ ưu tiên giữ thôi. Đó. Câu chuyện ở đây để Nhất nói lên là đối với hầu hết các cổ phiếu trụ thì đang ở cản trung hạn rồi. Đó. Bất động sản cũng vậy, đang ở vùng trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng một năm gần nhất rồi. Trong giai đoạn đoạn này Nhất không mua bán gì nhiều. Sau đó là có nhặt một vài cổ phiếu thì thời điểm hiện tại cũng đang kẹt với một số cổ phiếu nhanh nhẹ ở bên dưới. Nói chung là vẫn có cái lượng hàng kẹt trong ngắn hạn nhưng không đáng kể. Hầu hết các vị thế các cổ phiếu những ngành chứng khoán, à nhóm ngành bất động sản thì phím anh em rất nhiều cái điểm mua đẹp bên dưới này rồi. Đó. Thế là vị thế anh chị sẽ rất thuận lợi trong trung dài hạn. Những nhịp rủi ro trong ngắn hạn này là cơ hội trong trung dài hạn trong giai đoạn tới. Anh chị nhé. Anh chị nào bắt cổ phiếu nhóm ngành bất động sản thì tranh thủ những nhịp điều chỉnh hoảng loạn bi quan như thế này, anh chị tham gia room khuyến nghị của Nhất và anh em trong team càng sớm càng tốt. Nhất nhận thấy rằng đây là cơ hội. Đó, đây là cơ hội xuyên suốt trong thời gian vừa qua cũng vậy. Đó, nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn là cơ hội, làm những cái video chia sẻ anh chị những điểm mua có khả năng là chân sóng đối với cổ phiếu bất động sản. Đúng không ạ? Đó thì quay trở lại thì nhóm ngành các cổ phiếu nhóm ngành trụ cũng đang chạm một cái vùng cản, đó chạm một cái vùng cản này, trung bình giá của nhà đầu tư một năm gần nhất, đúng không ạ? Đó là cái yếu tố tiếp theo
Đối với các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành ngân hàng vậy, đà tăng tương đối hưng phấn, cách quá xa những vùng cân bằng như này, thì đây là cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn đối với nhóm ngành ngân hàng là cần thiết, đúng không? Nhịp trước là nó đi lên này, nó chỉnh tầm khoảng 4 5 tuần này, đi lên tiếp này. Nhịp này gặp cản trong trung hạn, nó chỉnh đâu đó tầm khoảng 3 tháng. 3 tháng này, tiếp tục đà bật tăng. Như vậy thì nhóm ngành ngân hàng đã thay đổi về xu hướng rồi. Rất tốt. Nhưng quan trọng là những cái điểm mua đuổi như này nó có rủi ro trong ngắn hạn. Như vậy canh bật tăng tương đối xa rồi. Đó. Cái vùng cân bằng của nó bên dưới này, cái vùng kizun bên dưới này. Đó. Đó. Rồi, các cổ phiếu của các nhóm ngành khác cũng vậy. Đúng không ạ? Nhóm ngành thép nó cũng tiệm cận đến cái vùng cản trong trung hạn rồi. Đó. Vùng này là cản tương đối là mạnh này. Đó, nhất thì đánh giá đâu đó nhóm ngành thép nó có thể là nhịp này nó chỉnh không sâu. Đó, nó chỉ có thể là nó dướn đến một nhịp nữa quanh vùng bên trên này. Nhưng trước khi đối với biến số của thị trường như này thì khả năng nhóm ngành thép nó tích lũy trở lại. Đó, nhóm ngành thép nó tích lũy trở lại. Đó thì câu chuyện ở đây là hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu trụ thì tiệm cận đến những cái vùng cản trong trung hạn. Đó. Những cái vùng áp lực tiếp cung trong trung hạn là cái lý do thứ ba. Lý do thứ ba, đó là lý do thứ nhất là về VN-Index cản trung hạn. Lý do thứ hai là thế giới điều chỉnh giảm. Lý do thứ ba là cổ trụ, hầu hết các cổ phiếu trụ quanh cản trong trung hạn rồi. Đó. Và lý do thứ tư nó là cái thông tin trong phiên ngày hôm nay. Đúng không ạ? Evergrande nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Đó. Thì ở đây thì cũng có một số nhận định của tiến sĩ Cấn Văn Lực này. Đó, cái sự tác động nó có nhiều hay không? Đó. Ở đây thì tiến sĩ Cấn Văn Lực này, đó. Bất động sản với thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu thì theo tôi thì chưa có tác động gì nhiều. Do bảo hộ phá sản doanh nghiệp là khá phổ biến ở Mỹ. Đó. Đối với Việt Nam thì tác động đến thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán Việt Nam là chưa đáng kể. Đó. Thì ở trong cái nhịp này thì Nhất đánh giá đây thì nó là một cái thông tin kích hoạt cho một cái yếu tố mà đã có nguy cơ từ trước. Đó. Tất yếu đi lên mạnh nó sẽ điều chỉnh mạnh. Đặc biệt những giai đoạn vừa qua những cổ phiếu là lên mạnh, cổ phiếu chứng khoán này, cổ phiếu bất động sản này lên tương đối là mạnh. Thì nhịp điều chỉnh này thì nhịp điều chỉnh cần thiết. Đó, nhịp điều chỉnh cần thiết dù nó có tin ra hay không thì Nhất đánh giá nguy cơ chỉnh tương đối cao. Trong room khuyến nghị của Nhất thì xuyên suốt trong vòng 3 tuần gần đây thì Nhất vẫn chia sẻ anh chị đúng hay sai không quan trọng, vùng này rủi ro anh chị cứ hạ tỷ trọng thôi. Nó có đánh trong nhịp này thì đánh tỷ trọng vừa phải thôi, đó, tỷ trọng danh mục thấp anh chị ít nhất phải hạ được tỷ trọng 50% quanh vùng này. Đó. Thì những cái nhịp rung lắc điều chỉnh như này, đó, nó sẽ là cơ hội, rủi ro trong ngắn hạn là cơ hội, tương tự như cái nhịp này, đúng không? Nhất làm những cái video chia sẻ anh chị vùng này tương đối là kỹ này, đó. Đó, hạ tỷ trọng 50% này, về đây mua lại, đúng không? Cũng như là trước khi bước vào sóng này, đó, mua nắm giữ đến thời điểm hiện tại. Thì cái vị thế của anh chị nó sẽ thuận lợi hơn. Đúng không ạ? Vị thế anh chị nó sẽ thuận lợi hơn về trong chung dài hạn. Thì chấp những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn như này. Đó, đây nó sẽ là cái vùng hỗ trợ mạnh mà Nhất chia sẻ anh chị cách đây tầm khoảng 1 tuần. Dự kiến là những cái điểm mua trong trung hạn tiếp theo nó sẽ quanh cái vùng 1150, 1170 trong giai đoạn tới. Phiên ngày hôm nay thì đâu đó một cái phiên điều chỉnh tương đối gắt. Đó. Nhất cũng đánh giá về cái nguy cơ chỉnh, nhưng phiên ngày hôm nay Nhất không đánh giá, không nghĩ rằng là nó lại chỉnh mạnh đến thế đâu anh chị nhé. Nhất nghĩ là nó sẽ có những cái lịch trình tầm khoảng 1 tháng tới nó mới vùng đây, vùng này cơ. Tầm khoảng 1 tháng tới nó mới có cái vùng điểm số là 1150 cơ. Nhưng phiên ngày hôm nay thì đâu đó là nó có những yếu tố thông tin cũng như là có thể đây là một cái nhịp đạp rất mạnh. Đó. Bởi phiên ngày hôm nay thì mặc dù thị trường giảm nhưng về cái lực mua bán của khối ngoại nó cũng là một cái yếu tố quan trọng. Đó. Phiên ngày hôm nay thì đối với nước ngoài là mua dòng tầm khoảng gần 260 tỷ. Tự doanh mua dòng 1.100 tỷ. Thì Nhất vừa chia sẻ, vừa nắm bắt được là đâu đó là cá nhân hôm nay bán dòng đâu đó tầm khoảng 2.300 tỷ. Như vậy hôm nay tổ chức mua rất nhiều. Rồi. Đối với khối tự doanh là mua đâu đó 1.100 tỷ. Này. Nước ngoài họ cũng mua dòng tương đối mạnh. Này. Thì đây, 18 này đúng không? Mua toàn trụ này, Vinhome này, Vinamilk này, nước ngoài này, VLE, CTG, Vietcombank, KBC. VIX, Vinamilk, CTG, MBB này, họ mua toàn trụ thôi. À, tự doanh cũng như là nước ngoài mua toàn trụ thôi.
Thì câu chuyện ở đây là gì? Nhất đánh giá đây là một cơ hội trong trung dài hạn, đúng không ạ? Đó, trong giai đoạn vừa qua thì chia sẻ anh chị hạ tỷ trọng quanh vùng này rồi, thì trong những cái nhịp điều chỉnh tới là cơ hội. Trên giá điều chỉnh như này, thị trường có sự phân hóa thì cổ phiếu nào về hỗ trợ trước anh chị nhặt trước, hoặc nếu đối với anh chị thận trọng đâu đó là sau khi nó kết thúc nhịp giảm anh chị mua lên đó. Thì đối với góc nhìn của Nhất thì Nhất cũng chia sẻ anh chị tầm khoảng 3 tuần gần đây rồi đó, nếu điểm mua trong trung hạn chúng ta sẽ quanh cái vùng 1150 đó, bắt đầu vùng quanh vùng 1150. Cái yếu tố đầu tiên là cái kênh tăng của thị trường ở trong cả ngắn hạn và trung hạn nó duy trì được không ạ? Vẫn đang duy trì tốt, đúng không ạ? Những cái nhịp mất cân bằng ở trong ngắn hạn này là mới là nhận mất những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn thôi. Những cái vùng 1150 này là một cái vùng rất mạnh, hỗ trợ tương đối mạnh trong cả ngắn hạn và cả trong trung hạn. Đó. Thì nhịp điều chỉnh này Nhất đánh giá nó cũng tương tự như trong nhịp này. Trong những nhịp điều chỉnh thời gian vừa qua khi nó chỉnh về đây, Nhất cũng chia sẻ chị nó tương tự như nhịp này, đúng không ạ? Trong nhịp điều chỉnh này cũng tương tự như nhịp này, và nhịp này cũng vậy. Đó. Quanh tầm khoảng 1150, 1170 cộng trừ tầm khoảng 20 điểm quanh vùng này. Đó, nó sẽ có nhịp hồi phục tích lũy trong cái biên độ này trong thời gian tới, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây chuẩn bài mà chia sẻ anh chị 9 tháng, 10 tháng vừa qua được rồi, đúng không anh chị? Đó. Anh chị xem lại ở trên kênh này, xuyên suốt trong vòng 9 đến 10 tháng vừa qua, Nhất vẫn chia sẻ anh chị câu chuyện cái target chủ đạo trong trung hạn chúng ta quanh cái vùng này, đúng không ạ? Lên vùng này thì đâu đó là trước mắt thì hạ thị trọng, chuẩn bị cơ hội trong giai đoạn tới. Như vậy thì khi thị trường đổ máu máu là cơ hội để anh chị chuẩn bị vị thế trong giai đoạn tới. Nha anh chị nha. Anh chị nào chưa có room khuyến nghị đồng hành cùng em Nhất chuẩn bị những cái vị thế trong trung dài hạn trong giai đoạn tới, anh chị có thể liên hệ với em Nhất qua số điện thoại ở trên màn hình nhé. Và đặc biệt là ở trong giai đoạn này thì Nhất cũng là đang cơ cấu bớt cái lượng hàng trong ngắn hạn. Nói chung là cũng có vẫn kẹt một vài cổ phiếu, nhưng mà cái vị thế rủi ro quá xấu cũng như thiết lập cho anh chị các cái vùng kiểm soát rủi ro hết rồi, cho nên cái nhịp thời điểm hiện tại thì Nhất cũng vẫn có những cái cổ phiếu cần phải cơ cấu lại, nhưng trong những giai đoạn tới nó là những cái cơ hội trong trung dài hạn cũng như là cuối năm 2023 và đầu năm 2024 đó, khi mà sau cái nhịp tích lũy này nó sẽ bước vào một cái nhịp, khả năng là bước vào một cái nhịp sóng tăng đó, hướng lên quanh cái tầm khoảng 1330, thậm chí có thể tiến lên cái vùng đỉnh cũ trong năm 2024 đó. Như vậy thì nó đang có sự thay đổi về xu hướng này, đúng không? Thì những nhịp điều chỉnh về những vùng cân bằng như này là cái vùng tương đối thuận lợi cả về thị trường và hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu trụ trong giai đoạn hiện tại cũng vậy, đúng không? Kênh xu hướng thì rất tốt rồi đó. Dự tính là ví dụ như nhóm ngành bất động sản trong giai đoạn tới thôi đó. Đó, nếu giả sử như có lắc cuối cùng thì nó cũng về tầm khoảng 18.600 thôi. Đó. Cũng như là đâu đó là khả năng với một cái phiên mà giảm mạnh như này thì nó sẽ có cơ hội tầm khoảng 1 đến đến 2 phiên tới. Đó. Có thể nếu giả sử một cái cây nến nữa như này nó sẽ có cơ hội xuất hiện quanh cái vùng 18.600 đến vùng 19.000. Cũng như là những cổ phiếu tiềm năng trong trung dài hạn như cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán cũng vậy. Anh chị nhá. Cho nên anh chị xác định tâm tâm thế nhá. Đó. Khi mà anh chị hạ được tỷ trọng rồi, cũng như là cơ cấu bớt được lượng hàng ở trong ngắn hạn ở quanh cái vùng đỉnh này rồi đó, thì chuẩn bị đâu đó là chuẩn bị tiền chiến đấu ở quanh cái vùng này trong thời gian tới anh chị nha. Ok anh chị theo dõi livestream nhớ giúp em theo dõi video này, nhớ giúp em Nhất một like cũng như là thả giúp em Nhất một quả tim ở bên dưới nhé, để giúp cho kênh anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cuối tuần thì Nhất cũng sẽ có những cái góc nhìn về các cái nhóm ngành cổ phiếu để anh chị tham khảo trong giai đoạn tới anh chị nhé. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe và hẹn gặp lại anh chị vào những cái video sau. Xin chân thành cảm ơn.